Trước thông tin về vụ việc 4 du khách người nước ngoài bị lũ cuốn ở một khu du lịch trên địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương, vào chiều ngày 24 tháng 10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng, phương tiện, khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra làm rõ. Vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, anh Võ Lê Thái là nhân viên lái xe của khu du lịch sử dụng xe loại UAZ chở theo 4 du khách người Hàn Quốc đi tham quan dọc khu vực suối Cạn thì bất ngờ gặp mưa lớn dâng cao và bị lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi. Lái xe may mắn bám được vào cành cây ven suối và thoát vào bờ, đồng thời chi hô mọi người xung quanh. Lực lượng cứu nạn cứu hộ tại chỗ đã cứu được một du khách nam đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, 3 người còn lại mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và điều tra làm rõ vụ việc. Đến 16 giờ 30 phút, nhiều tổ tìm kiếm trong phạm vi khoảng 2 km đã thấy được thi thể của 3 du khách mất tích. Nạn nhân được đi cấp cứu cũng được xác định là tử vong. Hiện công an tỉnh Lâm Đồng đang tập trung khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.